Một lần nữa Minh Phi rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Phi trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, chứng khoán châu Á phiên giao dịch đầu tuần cũng được hưởng lợi từ khả năng Fed có thể sẽ chưa vội nâng lãi suất trong tháng 9. Kết phiên giao dịch ngày 5 tháng 9, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,7%, chỉ số HX200 của Úc và Kospi của Hàn Quốc tăng 1,1%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng hơn 0,1%. Nguyên nhân các thị trường xanh sàn được cho là nhờ số liệu việc làm thấp hơn dự kiến của Mỹ, mở đường cho việc Fed có thể sẽ lùi thời hạn nâng lãi suất về 6 tháng 9. Mặt khác, tại Nhật Bản, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, ông Haruhiko Kuroda cho biết vẫn còn room cho các chính sách nới lỏng tiền tệ mới nếu cần thiết. Đây là một dấu hiệu cho thấy BOJ sẵn sàng có thêm biện pháp hỗ trợ thị trường. Phản ứng sau những thông tin này, chỉ số Nikkei của Nhật có lúc leo lên mức cao nhất trong 3 tháng. Thị trường Trung Quốc cũng xanh sàn sau khi số liệu PMI của ngành dịch vụ tháng 8 vừa qua tăng đáng kể. Tại thị trường Hàn Quốc, đáng chú ý có cổ phiếu Samsung tăng điểm nhẹ sau khi rớt giá mạnh cuối tuần trước vì sự cố nổ điện thoại Galaxy Note 7 do lỗi pin. Samsung đã cam kết sẽ triệu hồi và bồi thường một đổi một cho khách hàng. Tại thị trường Úc, nhóm nguyên vật liệu dẫn đà tăng điểm, nhóm năng lượng lẫn tài chính cũng đều có sắc xanh trên diện rộng. Đã hơn 2 tháng kể từ sự kiện lịch sử Anh chọn rời Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit, một trong số những câu hỏi lớn hiện tại là quan hệ của Anh và EU sẽ ra sao hậu Brexit. Mới đây, tân Thủ tướng Anh Theresa May đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình rằng Anh sẽ bắt tay vào việc lên kế hoạch điều chỉnh mối quan hệ hợp tác song phương với EU kể từ tuần này. Kể từ khi chính thức nhậm chức vào tháng 7, bà Theresa May và Bộ trưởng vụ Brexit, ông David Davis, đã bàn chi tiết về quan hệ giữa Anh và EU hậu Brexit. Cả hai cho biết họ muốn giảm lượng người di cư vào Anh và đạt được một thỏa thuận thương mại hợp lý. Mặc dù vậy, bà May vẫn chưa nói chi tiết về liệu trong năm nay có kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon hay còn được xem là một cơ chế cho các nước thành viên rời EU hay không. Tuy nhiên, Anh sẽ sớm tiến hành xử lý hậu Brexit. Vâng, thưa quý vị, chính phủ Cuba vừa thực hiện cải cách thuế. Theo đó, những người làm việc trong lĩnh vực công sẽ bắt đầu bị thu thuế lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ. Đây được xem là một trong những nỗ lực hiện đại hóa nền kinh tế của đất nước này. Kể từ ngày 1 tháng 10 tới, khoảng 1,5 triệu người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước của Cuba sẽ phải đóng thuế thu nhập lần đầu tiên kể từ năm 1959. Đa số người lao động này là các công nhân lĩnh vực công nghiệp. Đối với những người có thu nhập trên 500 peso, tương đương 18 đô la Mỹ một tháng, sẽ phải đóng thuế an sinh xã hội 5%. Còn đối với thu nhập trên 2.500 peso, tương đương 94 đô la Mỹ một tháng, người lao động sẽ phải đóng thêm thuế thu nhập từ 3 đến 5%. Cuba đã bỏ thu thuế kể từ cách mạng của ông Fidel Castro năm 1959 vì người dân phải làm việc cho nhà nước với mức lương rất thấp. Kể từ đó, chính phủ cũng bắt đầu bao cấp cho người dân từ sức khỏe, giáo dục, thể thao và văn hóa đến thức ăn, tiện ích, giao thông và an ninh xã hội. Tuy nhiên, đến thời ông Raúl Castro, chính phủ đang dần thay thế các chính sách trợ cấp bằng các chính sách phúc lợi, dần xóa bỏ chính sách miễn thuế. Giám đốc tuyển dụng Guillermo Sarmiento ủng hộ chính sách này và tin rằng đất nước sẽ được hưởng lợi từ đó. Bằng cách đóng góp này, tiền thuế sẽ mang lại lợi ích cho người lao động, cũng như hỗ trợ cho hệ thống an ninh xã hội và mang lại thêm lợi ích đến cho người dân. Thu nhập bình quân của người dân Cuba vào khoảng 687 peso, tức 25 đô la Mỹ một tháng. Một số người lo ngại không thể đóng thuế nổi vì thu nhập còn thấp. Tôi cũng không biết nữa, tôi thấy trong thời gian này, việc này còn quá khó đối với người dân, kiếm còn không đủ tiền để sống. Thu nhập ở Cuba cũng không đủ để sống qua ngày. Chính sách này đã gây khó khăn cho không ít người dân Cuba. Đa số các công nhân làm việc cho doanh nghiệp nhà nước, ví dụ trong lĩnh vực y tế và giáo dục, không đóng thuế thu nhập và hiện tại họ mới có thể đóng thuế an sinh xã hội. Người dân tại Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil đã xuống đường biểu tình phản đối tân tổng thống Michel Temer dù chỉ ít ngày sau khi ông này tuyên thệ nhậm chức. Hàng chục ngàn người biểu tình đã chặn kín các con đường thuộc thành phố Sao Paulo, Brazil để phản đối tân tổng thống Michel Temer. Ông Temer, nguyên phó tổng thống Brazil, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống nước này hôm 31 tháng 8 vừa qua, sau khi bà Dilma Rousseff bị bãi nhiệm trong phiên luận tội cuối cùng tại Thượng viện. Nhiệm kỳ của ông Temer sẽ kéo dài đến hết tháng 12 năm 2018. Trên thực tế, ông Temer đã trở thành tổng thống lâm thời điều hành đất nước từ tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, rất nhiều người dân Brazil, đặc biệt là những người ủng hộ của tổng thống Rousseff, đã lên án gay gắt ông Temer và đồng minh đã phế truất quyền điều hành đất nước của bà Rousseff một cách bất hợp pháp. Chính phủ của ông Temer có vẻ như đang tiến hành những cải cách chống lại quyền dân chủ của người dân. Và do đó, chúng tôi ở đây hôm nay để cho họ thấy rằng người dân vẫn còn sức mạnh của mình. Chúng tôi kêu gọi một cuộc bầu cử để xem ông Temer có thực sự được ủng hộ trở thành tổng thống hay không. Làn sóng phản đối tân tổng thống Michel Temer diễn ra mạnh mẽ ở Brazil ngay khi ông này đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc.